Nối tiếp series Rimuru lạc vào thế giới của thần linh. Trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng Rimuru và Ciel đã bị kéo vào một vết nứt của không gian, cũng như là bị kéo đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Rimuru đã chạm trán với một kẻ tự xưng bản thân của mình chính là kẻ tiêu diệt thần linh. Hắn ta ban đầu có phần áp đảo Rimuru, nhưng nhờ có Ciel nên Rimuru đã hoàn toàn đánh bại hắn, không những đánh bại tên Algoroth mà còn đánh bại luôn cả người anh trai của hắn ta. Trong quá trình chiến đấu, sau khi đánh bại hai tên đó xong, Rimuru đã bị thương rất là nặng. Cậu đã được chính Ciel dùng đến phần năng lượng của băng hoại hư vô còn sót lại để tái tạo cũng như là tiến hóa cơ thể cho chủ nhân của mình. Cả hai sẽ có một cuộc phiêu lưu nào tiếp theo thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 3 của ngày hôm nay nhé. Trở lại với một khoảng thời gian trước đó, sau khi Ciel đã giúp cho Rimuru tiến hóa cũng như tái tạo lại cấu trúc khi bản thân của mình đã bị trọng thương. Khi quá trình hoàn thành thì Rimuru đã bất tỉnh. Trong lúc Rimuru ngủ sâu trong quá trình tiến hóa, Ciel đã tự tách ra khỏi cơ thể của Rimuru. Cô đã biến lại hình dạng người giống với Rimuru, rồi Ciel đã tạo ra một chiều không gian khác. Cô đã sử dụng hư ảo vương để ảo hóa một ngôi nhà, rồi đỡ Rimuru lên giường và nằm cạnh Rimuru. Ciel đã thiết lập ý thức, khi mà chỉ cần Rimuru tỉnh dậy thì Ciel sẽ biết ngay tức khắc. Vì đã có cho mình cảm xúc riêng từ rất là lâu nên khi Rimuru tỉnh dậy, cô nàng đã hòa khóc và ôm lấy Rimuru trong khi đang khỏa thân. Rimuru khi được Ciel ôm, cậu đã hoảng hốt và đỏ mặt, rồi sau đó lấy khăn che đi cơ thể của Ciel. Thấy cô nàng đang khóc, Rimuru đã xoa đầu Ciel để dỗ dành cô nàng. Cậu thầm suy nghĩ, tại sao Ciel lúc khi ở dạng người cô nàng lại khác xa so với lúc khi ở trong cơ thể của mình thế này? Một kỹ năng đã có cho cảm xúc ư, mà nhìn cô ấy lúc này sao mà dễ thương thế? Rimuru nhìn vào Ciel rồi lên tiếng, này Ciel, ta đang ngủ trong khoảng thời gian bao lâu rồi? Ciel nằm lên trên đùi của Rimuru rồi trả lời, chủ nhân, ngài đang ngủ 30 ngày rồi, ngài không tỉnh dậy làm em lo lắng lắm đó. Rồi bỗng nhiên Ciel đứng dậy, cô nàng sử dụng cơ thể trần như nhộng của mình ôm lấy Rimuru, làm Rimuru hoảng loạn và la lớn, này này, cô làm gì thế à? Mau mặc đồ vào đi nào, mặc vào đi. Ciel, chủ nhân, sao ngài lại đỏ mặt thế? Không phải lúc nào chúng ta cũng ở cùng nhau hay sao? Chỉ khác là lúc trước em ở trong cơ thể của ngài, còn giờ là ở bên ngoài mà thôi mà, sao chủ nhân lại đỏ mặt thế? Không phải lúc bình thường em cũng có mặc gì đâu. Ciel nói với giọng điệu dầm đáng rồi ôm lấy Rimuru. Cậu ngay lập tức run rẩy rồi sau đó đẩy Ciel ra khỏi mình. Ciel, dừng lại mau, dừng lại, làm sao mà ta lại có thể nhìn vào cơ thể chân như nhộng được chứ? Điều kỳ lạ hơn là khi Ciel tách ra khỏi cơ thể của Rimuru thì Rimuru lại biến thành con trai. Chính điều này làm cho cậu lại nhạy cảm hơn khi mà Ciel áp sát lại cơ thể của mình. Thấy chủ nhân của mình đang lo lắng và đỏ mặt đến như vậy, Ciel thầm mỉm cười rồi nói lớn, chủ nhân kính yêu của em chỉ trông ngài thôi, ai bảo ngài để cho em phải đợi ngài tỉnh dậy lâu đến như thế chứ? Lúc nào cũng như thế, lúc chiến đấu với tên Zuki, ngài cũng để em đợi ngài một khoảng thời gian lâu đến như vậy. Mỗi lần ngài bất tỉnh, ngài làm cho em lo lắng lắm đó. Mà khi ở cơ thể này, em có thể nhìn ngài trực tiếp. Chủ nhân, ngài đỏ mặt như thế, trông dễ thương quá đó. Nhìn ngài có vẻ thích được ôm với cơ thể này lắm đúng không? Nói xong, Ciel đã hòa nhập lại vào cơ thể của Rimuru với giọng cười thỏa mãn. Khi mà Ciel vào lại cơ thể của Rimuru, thì cậu cũng đã trở lại cơ thể vô tính như trước kia của mình. Rimuru nói lớn, này, lần sau không được làm như thế nữa biết không? Cô không được tách ra khỏi tôi ra một cách tùy tiện như thế nữa. Rimuru cố gắng thay đổi chủ đề để cho Ciel không còn nói về vụ việc này thêm nữa. Cậu lên tiếng, chúng ta đã tìm thấy nơi dịch chuyển của băng hoại hư vô chưa? Trở lại trong cuộc chiến với tên Noraat, trong lúc chiến đấu với hắn đã có tung ra một đòn tấn công hỗn loạn thời gian. Chính đòn tấn công đó đã làm cho Rimuru trong lúc giải phóng băng hoại hư vô, cậu đã để thất lạc 1/3 năng lượng của băng hoại hư vô vào trong cánh cổng hỗn thời gian của tên Noraat. Phần năng lượng đó đã biến thành 3 quả cầu và bị kéo đến những nơi khác nhau. Chính vì thế mà hiện tại Rimuru đang cần tìm lại nguồn năng lượng của băng hoại hư vô để có thể trở lại với thế giới của mình. Sau khi nghe câu hỏi của Rimuru, Ciel đã lên tiếng trả lời, thưa chủ nhân, em đã xác nhận được vị trí nơi mà băng hoại hư vô đã bị lạc đến ạ, và em đã dịch chuyển đến gần nơi đó rồi, chỉ cần ngài ra khỏi không gian nào là thấy nơi đó ạ. Khi nghe Ciel nói xong, Rimuru đã rời khỏi không gian nào, và trước mặt của Rimuru chính là một hành tinh khá giống với trái đất, nhưng nó to gấp 3 lần trái đất đang xuất hiện ngay trước mặt của Rimuru. Rimuru lên tiếng, Ciel, năng lượng của băng hoại hư vô đang ở nơi này sao? Ciel trả lời, vâng, thưa chủ nhân, nó đang ở trên hành tinh này ạ, nhưng em không thể tìm chính xác vị trí mà băng hoại hư vô đang ở đâu trên hành tinh này ạ. Khi nghe Ciel nói xong, Rimuru đã bay xung quanh một vòng của các hành tinh này và cậu đã phát hiện ra có một kết giới kỳ quái đang ngăn cản tầm nhìn của Rimuru. Khi nhìn xuống, Ciel lên tiếng, thưa chủ nhân, chính cái kết giới của nơi này đã cản trở em không thể tìm ra vị trí cụ thể của băng hoại hư vô đấy ạ. Theo như tính toán thì kết giới của nơi này là do một vị thần tạo ra và người đó rất mạnh, tuy không biết người đó còn sống hay không nhưng em khuyên ngài nên cẩn thận ạ. Thế giới này tồn tại rất là nhiều vị thần có sức mạnh to lớn, nó khác hoàn toàn với thế giới của chúng ta. Rimuru trả lời, ta hiểu rồi, mà nãy giờ ta thắc mắc
một hành tinh tỏ đến như vậy, mà tại sao nãy giờ ta bay xung quanh hành tinh này chỉ chưa đầy 5 phút đã bay hết cả hành tinh rồi vậy? Nó còn không tốn một chút sức nào của ta cả. Nếu là trước kia, để có thể bay hết một hành tinh bằng cánh trong 5 phút, ta cần phải sử dụng gần như là hết sức mạnh luôn cơ mà. Xiao lên tiếng giải thích. Thưa chủ nhân, do ngài đã sử dụng một chút băng hoại hư vô còn sót lại trong không gian ảo để tiến hóa lên một trạng thái mới, nên sức mạnh của ngài giờ đây đã mạnh lên rất là nhiều. Bây giờ cơ thể của ngài có thể tự sản sinh ra năng lượng của băng hoại hư vô trong một mức giới hạn rồi ạ. Tuy nhiên, ngài cần phải tìm lại 1/3 phần còn lại của 3 quả cầu năng lượng băng hoại hư vô đã mất kia để lấy lại năng lượng và tăng thêm giới hạn cho bản thân, cũng như mới có thể giúp ngài đủ năng lượng để tạo ra cánh cổng không gian quay trở về. Himru, chúng ta không thể dùng cách nào khác để tăng mức năng lượng lên hay sao? Xiao, vâng, thưa chủ nhân, đây là cách duy nhất ạ. Hiện tại em không tìm ra cách nào khác ngoài việc phải tìm lại 3 quả cầu năng lượng bị mất kìa. Himru thở dài, rồi bỗng nhiên Himru suy nghĩ đến một điều gì đó, rồi nói với Xiao, này, trước kia chủng tộc của ta là Long Ma Niêm Tính Tinh Thần Thể, Slam tối thượng. Vậy giờ khi ta thiên hóa từ băng hoại hư vô lên một cấp độ mới, thì ta sẽ biến thành chủng tộc gì thế? Xiao suy nghĩ và tính toán một lúc, rồi cô nàng lên tiếng, thưa chủ nhân, em không thể biết được chủng tộc này ạ. Vì người sở hữu băng hoại hư vô trước kia như Veldanava cũng chưa từng sử dụng năng lượng của băng hoại hư vô để tiến hóa cả. Ngài là trường hợp bất đặc dị đấy. Thế nên bây giờ ngài có thể tự đặt cho mình một chủng tộc mới cũng được ạ. Himru ban đầu cũng khá là hoảng hốt khi chính bản thân của mình có thể đặt tên chủng tộc cho bản thân. Cậu thấy điều này khá là thú vị nên đã bắt đầu suy nghĩ một lúc lâu. Băng hoại hư vô, rồi Slam tối thượng, Long Ma. À, ta nghĩ ra rồi. Hãy đặt tên cho trạng thái mới này của ta là Quỷ Thần Hư Vô, Chất Nhờn Vô Song nhé. Xiao lên tiếng. Tên này nghe hợp đấy ạ. Đúng là ngài là chuyên gia của mấy vụ đặt tên này mà. Bảo sao tất cả cái tên của thuộc hạ cũng như là cái tên Bát Tinh Ma Vương trước kia mà ngài đặt ra không ai phản đối cả. Himru đỏ mặt rồi lên tiếng. Nào có, ta chỉ suy nghĩ theo tính toán của ta mà thôi. Được rồi, chúng ta vào hành tinh này thôi nào. Himru đã tiến đến một nơi của hành tinh mà không có kết giới ngăn cản. Rồi sau đó, cậu đã bước vào trong. Cả hai đã cùng nhau bay đến khắp nơi để tìm ra nơi một quả cầu năng lượng của băng hoại hư vô bị dịch chuyển đến đi. Khi đi một hồi lâu, cuối cùng Himru cũng đã đến cái nơi có cái kết giới ngăn cản của hành tinh này. Rồi trong lúc đấy, có một hình bóng màu trắng xuất hiện từ phía xa. Cái bóng trắng đó lên tiếng. Cậu là ai? Tại sao lại đến nơi này? Cái bóng trắng đó tỏa ra một áp lực đến kinh hoàng, làm cho mọi thứ xung quanh bị đảo lộn. Đến chính cả cậu cũng cảm thấy cái áp lực này nó mạnh đến kinh hoàng. Himru ngay lập tức lên tiếng hỏi Xiao. Này, người đó là ai vậy? Xiao bên cạnh trả lời. Thưa chủ nhân, người đó chính là vị thần tạo ra hành tinh này ạ. Để lên tiếng xác nhận, Himru lên tiếng. Ông có phải là vị thần đã tạo ra nơi này không? Khi nghe lời nói của Himru, bóng trắng đó dần xuất hiện, rồi một hình dáng như của một vị thần nhìn khá lớn tuổi hiện ra. Người là ai? Tại sao ngươi lại đến đây? Đúng thế, ta là vị thần của nơi này. Ta là Zmat, người tạo ra hành tinh nơi đây. Himru đáp trả. Tôi là Himru Tempest. Tôi đến đây để tìm kiếm 3 quả cầu năng lượng đã bị dịch chuyển đến nơi này. Khi nghe đến 3 quả cầu đã làm cho ông thần nhớ lại một điều gì đó. Ông ta lên tiếng. Quả cầu ư? Có phải quả cầu đó có năng lượng rất thuần khiết bên trong không? Himru. Đúng là nó. Nghe Himru nói xong, bỗng nhiên ông thần bộc phát ra áp lực cực mạnh và quát lớn vào Himru. Người nói gì cơ? Người tìm những quả cầu này để làm gì? Người có mục đích gì? Người là ai? Luồng áp lực của một vị thần tỏa ra, nó thật đáng sợ. Nó làm cho cơ thể của Himru cũng phải đổ hết cả mồ hôi. Cậu bình tĩnh và nói lớn. Tôi tìm những quả cầu năng lượng đó vì chúng là của tôi. Tôi đã thất lạc nó. Tên thần kia đáp trả. Ta sẽ đưa lại nó cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện, cũng như ngươi phải chứng minh cho ta biết những quả cầu đó là của ngươi. Nếu ngươi mà nói dối một vị thần như ta, ta sẽ giết ngươi, cũng như cầm tù linh hồn của ngươi vĩnh viễn. Himru bình tĩnh trả lời. Được thôi, tôi sẽ chứng minh điều đó ngay đây. Nếu ngài đã nhìn thấy 3 quả cầu đó rồi, chắc hẳn một vị thần như ngài cũng đã cảm nhận được sức mạnh của nó rồi, đúng chứ? Nói xong, Himru đã giải phóng một chút năng lượng của băng hoại hư vô ra ngoài. Điều này làm cho Zmat bất ngờ. Khi nguồn năng lượng thuần túy của Himru, nó rất giống với quả cầu năng lượng kia. Sau khi chứng minh xong, Himru đã kể lại ngọn ngành toàn bộ sự việc về lý do tại sao mà Himru lại bị lạc những quả cầu chứa nguồn năng lượng, cũng như nói ra chính bản thân của mình đã bị lạc vào cái thế giới của thần linh này. Ông thần khi nghe đến câu chuyện của Himru xong, Zmat đã thu hồi lại áp lực của mình tỏa ra. Ông ta lên tiếng. Xin lỗi cậu vì đã đe dọa cậu. Vì những quả cầu đó, nó khiến ta không yên tâm. Sức mạnh trong quả cầu đó khiến ta bất an. Nó có thể phá hủy cả vũ trụ này. Thậm chí là các vũ trụ lân cận cũng không tránh khỏi số phận nếu quả cầu đó nó vỡ ra. Chính cả ta cũng sẽ không thể làm gì được cái sức mạnh kinh khủng đó. Nói xong, Zmat đã tạo ra một cánh cổng để dẫn Himru đến nơi chứa quả cầu. Himru đã đi theo ông ta vào đó. Khi bước vào cánh cổng, thì trước mặt của Himru là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ xuất hiện. Himru hoảng hốt lên tiếng. Đây là đâu? Tôi chưa từng thấy một tòa lâu đài nào nó lại nguy nga, tráng lệ đến như vậy. Ở cả thế giới của tôi, chưa có kỹ thuật nào có thể tạo ra như vậy. À,
mà cái điều kiện lúc nãy mà ông yêu cầu tôi là gì thế? Zmat lắc đầu thở dài và nói lớn, đó chính là lâu đài của ta, cậu là Rimuru đúng không nhỉ? Điều kiện cũng đơn giản thôi, ta muốn cậu giúp ta tiêu diệt quỷ vương của thế giới này, tên quỷ vương đó sẽ xuất hiện vào sau tháng nữa. Rimuru khi nghe đến quỷ vương, cậu đã ngạc nhiên và lên tiếng, quỷ vương ư? Tại sao ông là một vị thần mà lại không tự ra tay kết liễu tên quỷ vương đó mà lại phải nhờ đến tôi? Tôi chỉ là một người bị lạc vào thế giới này thôi mà. Zmat lên tiếng, à ha, nói ra thì thật xấu hổ, vì ở thế giới này có rất là nhiều thần linh ở mỗi một hành tinh cũng như là một khu vực khác nhau, nên những vị thần đã tạo ra một luật lệ bất thành văn là thần linh không được can thiệp quá nhiều vào sự sống trên một thế giới. Ta là một vị thần, chính vì thế ta không thể ra tay được. Rimuru lên tiếng đáp trả, vậy tại sao ông lại chọn tôi? Ở thế giới của tôi cũng được mọi người xem là một vị thần đó. Zmat, à, nếu cậu cũng là thần thì không sao cả, với sức mạnh của cậu, ta đoán cậu cũng là một vị thần rồi. Vì cậu là một vị thần ngoại giới nên những luật lệ ở đây không ảnh hưởng đến cậu đâu. Chỉ có tất cả những vị thần của thế giới này mới bị áp đặt vào những luật lệ này thôi. Nói xong, Rimuru đã đồng ý với điều kiện của Zmat đưa ra. Thế rồi trong lúc đấy, Zmat đã dẫn Rimuru đến nơi của quả cầu năng lượng đầu tiên. Ông ta lên tiếng, đây là nơi đầu tiên của quả cầu mà cậu nói đã rơi xuống. Khi nó rơi, nó đã tạo ra một cơn chấn động cũng như một quái hố khổng lồ như vậy ở đây. Rimuru nhìn vào quả cầu năng lượng rồi nói với Xiao, này Xiao, ta phải làm gì để lấy lại năng lượng bây giờ? Xiao đáp trả, ngài hãy dùng thanh kiếm chứa năng lượng của băng hoại hư vô chém vào nó đi ạ. Vì giờ đây cả cơ thể của ngài cũng đã có một phần năng lượng của nó, nên khi ngài chém nó ra, năng lượng sẽ tự động được khôi phục ạ. Nói xong, Rimuru đã lấy ra thanh kiếm cấp thần đặc biệt của mình. Cậu chém đôi quả cầu ra làm hai. Khi chém ra xong, năng lượng của quả cầu đã từ từ chui vào trong cơ thể của Rimuru. Rồi trong lúc đó, Xiao đã bắt đầu tiến hành quá trình thu hồi. Báo cáo, băng hoại hư vô đang được thu hồi, đang tiến hành hấp thu băng hoại hư vô vào cơ thể, giới hạn năng lượng đang được tăng lên, cơ thể cũng đang được cường hóa cơ thể hoàn tất. Rimuru cảm thấy hấp thụ này nó khác so với lần trước hấp thụ. Lần này Rimuru không còn cảm giác đau đớn như trước kia nữa. Khi hấp thụ xong, Zmat, ông ta bỗng nhiên cảm thấy Rimuru đã thay đổi so với lúc trước. Ông ta cảm thấy sức mạnh của Rimuru đã tăng lên một cách kinh ngạc, dường như đã biến thành một người khác vậy. Zmat lên tiếng, có thật cậu đây không? Sức mạnh khi cậu chưa lấy lại từ quả cầu và bây giờ nó khác nhau quá. Cậu đã mạnh đến một cách bất thường đấy. Có muốn đánh một trận với ta không? Nói xong, ông đã kích hoạt luồng khí uy áp của thần linh lên người của Rimuru. Rimuru cười lớn, được thôi, tôi cũng phải chứng minh sức mạnh một xíu chứ. Rimuru ngay tức khắc, cậu đã kích hoạt ba khí của ma vương, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau. Rimuru đã thu giảm mức độ của ba khí chỉ ngang với áp lực mà Zmat tỏa ra để cho hai bên ngang nhau. Sự va chạm của hai nguồn năng lượng đã làm cho toàn bộ xung quanh khu rừng của nơi này đã bị phá hủy. Sau một lúc bộc phát, cả hai đã dừng lại. Zmat nói lớn, đúng là cậu đã mạnh lên rất nhiều. Ta từng nghĩ nếu cậu mà nhận lại hai quả cầu kia thì sức mạnh của cậu sẽ như thế nào đây? Rimuru, vậy ông có biết hai quả cầu còn lại hiện nó đang ở nơi nào không? Zmat, ta không biết, rất có thể đã có người nhặt được nó rồi. Dù sao, đó cũng là chuyện của 1.000 năm về trước rồi cơ mà. Rimuru hoảng hốt, 1.000 năm ư? Làm gì đến 1.000 năm cơ chứ? Rimuru bàng hoàng khi nghe ông ta tìm được quả cầu vào 1.000 năm trước. Zmat tiếp tục giải thích, đúng vậy, có lẽ kẻ tên là Noruat đấu với cậu mà cậu mới kể cho ta. Hắn ta là một vị thần của sự hỗn loạn không gian, nên lúc chiến đấu, hắn đã mở ra vết nứt của cánh cổng. Nó lại cộng hưởng với sức mạnh của quả cầu của cậu, khiến cho nó trôi giạt về dòng thời gian của 1.000 năm trước. Tuy ta không biết vị trí cụ thể, nhưng ta biết nơi hai quả cầu này rơi xuống. Ban đầu, ta đã quyết định đem sức mạnh của mình để dịch chuyển chúng lại gần với nhau, để tránh những kẻ có tâm địa xấu xa tìm đến. Nhưng ta đã lưỡng lự khi điều kỳ diệu của nó đem lại. Hành tinh của ta đang bị quái vật tàn phá. Những người ở nơi đó rất cần có sức mạnh để chống lại những con quái vật. Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra khi hai quả cầu đó rơi xuống. Ta nhận ra rằng sức mạnh của quả cầu kia không những không làm hại đến người dân mà nó còn giúp họ chống lại quái vật. Thấy thế nên ta quyết định bỏ mặc hai quả cầu cho những người dân ở nơi đó quản lý. Khi nghe xong, Rimuru có một chút bực mình khi mà ông ta lại để cho người khác sử dụng sức mạnh của mình một cách tùy tiện như vậy. Nhưng giờ cậu cũng phải bỏ qua vì nhờ có ông ta nên Rimuru mới có thể tìm thấy ba quả cầu một cách nhanh chóng đến như vậy. Rimuru nói lớn, vậy thì ông có thể cho tôi biết nơi mà hai quả cầu đó rơi xuống được chứ? Zmat lập tức sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để cho Rimuru xem nơi mà hai quả cầu rơi xuống. Ta đã cho cậu biết thứ cậu muốn rồi, giờ thì cậu hãy tự tìm đi. Ta sẽ giúp cậu đi đến nơi gần nhất của quả cầu đầu tiên. Khi lấy lại chúng, ta sẽ tự động liên lạc với cậu để cậu giúp ta đánh bại quỷ vương đấy nhé. À mà khoan, cậu đừng có mà lỡ tay chém bay cái hành tinh của ta, là ta đang tìm cậu sự đẹp đấy nhé. Ông ta nói xong, lập tức búng tay một cái. Dưới chân của Rimuru đã xuất hiện một vòng tròn, rồi sau đó Rimuru đã bị dịch chuyển đến một khu rừng xa lạ. Sau khi đến nơi, Rimuru lên tiếng hỏi Xiao, này, cô có thể xác định được vị trí của quả cầu không? Xiao đáp trả, thưa chủ nhân, em đã xác định được vị trí của nó rồi ạ.
Trong lúc đấy, bỗng nhiên Rimuru bị một đàn sói từ đầu lao đến, tấn công vào Rimuru. Cậu mỉm cười và sau đó rút thanh kiếm của mình ra. Ái chà, ta mới đến mà các ngươi tiếp đón ta nồng nhiệt thế. Nào, ta vận động tay chân một tí nào. Ở một nơi gần khu rừng không xa, nơi mà Rimuru đang đứng đã xuất hiện một nam thanh niên và một nữ đang chạy khá là vội vàng. Bọn họ là anh em và đang chạy trốn ba mẹ để rong chơi. Trong lúc cả hai đang chạy thì bỗng dưng người anh dừng lại và nói lớn: "Khoan đã, anh cảm nhận được gần đây có người đang bị bao quanh bởi hàng trăm con ma thú đấy." Sau khi nói xong, cả hai đã tò mò và chạy đến gần. Khi chạy đến, cả hai đã gặp một cảnh tượng không ngờ đến, khi mà hàng trăm con ma thú sói cấp rank E đang bị một cô gái tóc màu xanh xử lý một cách rất dễ dàng. Người anh nói lớn: "Không thể nào, đó là ma thú cấp E đấy, có đến hàng trăm con mà người đứng bên kia có thể giết nó một cách dễ dàng đến như vậy sao? Quá vô lý." Cả hai còn hoảng hốt hơn khi mà phía bên kia có một con sói trắng khổng lồ đã xuất hiện. Có lẽ như con đầu đàn đã ra trận khi mà đám thuộc hạ của mình đã bị tiêu diệt. Người em cảm thấy lo lắng cho người có mái tóc màu xanh đang đứng đằng kia và lên tiếng: "Lee Chan, chúng ta có nên chạy đến giúp không?" Người anh trả lời: "Tạm thời, hãy đứng quan sát một chút nữa. Nếu người đó không ổn, chúng ta sẽ chạy đến giúp đỡ." Trở lại bên phía của Rimuru, sau khi bị dịch chuyển đến khu rừng, Rimuru đã bị những con ma thú xung quanh nơi này tấn công. Trong lúc định sử dụng một chiêu tiêu diệt cả đám, thì Rimuru bỗng nhiên cảm nhận được có hai kẻ lạ mặt đang ở gần nơi này đang quan sát mình. Thế nên Rimuru đã phải giả bộ nói lớn: "Hơn 100 con cừu à? Nào, giúp ta vận động nào." Thế rồi trong chớp nhoáng, một nhóm sói nhỏ từ sau lưng nhảy vô đến Rimuru. Rimuru chém một nhát kiếm ra phía sau, giết hết tất cả. Rimuru giơ tay bóp cổ con sói rồi ném vào đàn sói đang lao tới. Cậu chém ra một sóng xung kích, giết hết đám sói bên trái. Một con sói lớn vồ đến, cậu giơ kiếm cắt đôi con sói đó ra. Thế là trong phút chốc, 100 con sói đã bị Rimuru tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng rồi khi 100 con bị tiêu diệt thì con đầu đàn đã xuất hiện, một con sói trắng với thân hình khổng lồ. Nó đang cực kỳ tức giận, nó điên cuồng lao đến tấn công Rimuru. Cậu né tránh rồi chém nhẹ vào chân nó, đôi chân của con sói đã bị đứt ra. Rimuru đã giết chết con sói đầu đàn. Và khi giải quyết xong đám sói tấn công mình, Rimuru nhìn sang hướng của hai người đang nấp ở phía bên kia. "Này, ta biết hai người đang ở đó, không cần phải trốn đâu." Hai người lạ mặt bước đến phía của Rimuru và nói lớn: "Cô là ai? Tại sao cô lại bị những con ma thú đó tấn công thế?" Rimuru trả lời: "Khoan đã, đáng ra tôi phải là người hỏi chứ. Tôi là Rimuru Tempest, mà tôi là con trai chứ không phải gái nhé. Mà này, cả hai đang làm gì ở nơi này vậy?" Thanh niên lên tiếng: "À, xin lỗi, nhìn khuôn mặt của cậu đã làm tôi hiểu lầm. Để tôi giới thiệu, tôi là Kizura, còn đây là em gái của tôi, tên là Kizuru. Rất vui khi được làm quen." Người em lên tiếng: "Không thể nào, tại sao lại có một người là con trai lại có thể đẹp đến như thế chứ? Đẹp quá, một vẻ đẹp bất phân nam nữ." "À không, dù cho em là gái nhưng ban đầu cũng tưởng anh là nữ đó." Rimuru nghe câu trả lời xong, cậu nhìn thấy cả hai anh em bọn họ mặc những bộ đồ quý tộc. Người anh cầm một thanh kiếm, còn người em thì là một cây trượng. Với sức mạnh của bọn họ chỉ ở khoảng mức rank C và D. Kizura nói tiếp: "Bọn tôi là mạo hiểm giả và đương nhiên là bọn tôi đi vào đây để săn quái vật rồi." Nghe đến bọn họ là mạo hiểm giả, Rimuru đã biết có mùi nói xạo ở nơi này. Bọn họ đang mặc những bộ đồ quý tộc mà lại nói mình là mạo hiểm giả thì đó chắc chắn là nói dối. Nhưng gặp bọn họ ở đây thật đúng lúc. Rimuru nói lớn: "Cả hai cũng là mạo hiểm giả ư? Thật trùng hợp quá, tôi cũng là một mạo hiểm giả đến từ nơi khác. Tôi đến đây để tham quan nơi này, nhưng do chưa biết đường nên tôi đã bị lạc và bị lũ sói tấn công." Thế rồi trong lúc đấy, người em đã lên tiếng đề nghị Rimuru đi theo cùng với một bọn họ đến thành phố mà cả hai hướng đến. Rimuru vui vẻ đồng ý, cũng như là đi cùng với bọn họ. Một chuyến phiêu lưu mới của Rimuru trên chuyến hành trình ở thế giới của thần linh tiếp tục được diễn ra. Chuyến phiêu lưu đó sẽ diễn ra như thế nào thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.